gửi ba mẹ yêu thương. Lặng lặng ngắm nhìn những cơn mưa Sài Gòn đến thật nhanh và đi hối hả, từng dòng ký ức trong con lại thi nhau ùa về. Từ khi sinh ra em đã bị khuyết tật bẩm sinh, bố mẹ em đầu tiên cũng rất là buồn. Ở một chân em thì đi như thế này, một chân khác thì đi lật ngược lại. Khi mà em đi ra đường, mọi người cũng nhìn em thì em cũng cảm thấy rất là mặc cảm. Đối với bản thân thì em cảm thấy mình khác mọi người một chút, không được đẹp và cao như mọi người. Dần dần lớn lên em hiểu được suy nghĩ của mọi người, bởi vì mọi người nhìn thấy lạ thì cảm thấy tò mò thôi, nên em cũng không quan tâm đến họ nữa. Con vẫn còn nhớ y nguyên lời các chị kể lại. Ba mẹ đã rất lo lắng cho con khi đã hơn 3 tuổi mà con vẫn chưa biết đi. Bỗng một hôm con chợt đứng được, ba mẹ đã rơi nước mắt. Con biết đây là giọt nước mắt của niềm vui. Từ một miền quê xa xôi ở phía Bắc, mẹ đã không ngại khó khăn, quyết tâm vào Sài Gòn để sánh bước cùng con trên con đường đi tìm tri thức. Trước đây ước mơ của em là thường là trở thành nhà báo, nhưng mà sau này em suy nghĩ lại thì thấy là nhà báo thì phải đi lại rất là nhiều, phải tiếp cận, mình phải đi đến những cái nơi, mình phải viết bài vân vân á, em mới chuyển qua thi bên tự nhiên á. Biết đến trung tâm khuyết tật DRD hồi em học lớp 5 nhất. Em có quen một số anh chị khuyết tật ở cùng ký túc xá và các anh chị đó có giới thiệu em đến DRD. Một số hoạt động ở DRD mà em tham gia và em cảm thấy rất ấn tượng đó là một số những hoạt động như là của câu lạc bộ Việt Nam. Sau khi tham gia các hoạt động hỗ trợ kỹ năng việc làm tại DRD, em có thêm kỹ năng và tự tin để tự tìm cho mình được một việc làm tốt. Em hiện đang làm Marketing Manager. Mặc dù em có nhiều khó khăn trong cuộc sống và hạn chế về việc đi lại, nhưng mà em mong muốn mình có thể trở thành một manager giỏi để có thể giúp đỡ cho gia đình. Ba mẹ ơi, hôm nay con đã giật mình thẳng thốt nhận ra ba mẹ của con đã thay đổi nhiều quá. Mái tóc của ba con đã bạc đi nhiều, nước da của ba đã sạm đen. Con hiểu, những điều ấy đều là những vất vả, nhọc nhằn mà ba mẹ phải chịu để nuôi chúng con khôn lớn. Con biết, 21 năm con hạnh phúc và bình yên là 21 năm ba mẹ lặng gánh mưu sinh. Nếu ai hỏi con điều gì làm con hạnh phúc nhất, con sẽ trả lời, con hạnh phúc vì được làm con gái của ba mẹ. Đứng trước nhiều sự lựa chọn quan trọng trong cuộc đời, con tự nhủ sẽ phải sống và chiến đấu hết mình, sống như những chiến binh thực thụ nhất. Có vậy con mới xứng đáng là con của ba mẹ. Con gái của ba mẹ. Con yêu ba mẹ.